Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Thì trong vòng mấy ngày qua một những câu hỏi mà thường nhận được rất là nhiều đó chính là câu hỏi liên quan đến Jones.finance Đồng wifi thì tại sao mà có rất nhiều bạn hỏi về đồng wifi này thì các bạn cũng thể đoán được Đó chính là tại vì giá cả đã tăng lên một cách rất là chóng mặt các bạn thấy được là giá cả của đồng wifi này bắt đầu là khoảng chừng tháng 7 của năm nay nghĩa là cái tay chỉ khoảng chừng là hơn một tháng thì các bạn thấy được là bắt đầu giao dịch là ở cái mức là khoảng chừng là 6 đô la nhưng mà tới lúc một hàng video này nghĩa là cuối tháng 8 thì các bạn thấy được là giá của một đồng wifi đồng Jones. finance này đã lên tới 32.480 đô và 11 cent các bạn cứ nghĩ đi trong thời gian chỉ hơn có một tháng mà một đồng có sự tăng trưởng từ 6 đô la cái giá mà bắt đầu giao dịch lên tới cái mức là 80 đô la cho một đồng thì cái sự tăng trưởng này là mạnh đến cỡ nào các bạn có thể thấy được là tại sao mà ai trong thị trường crypto này cũng quan tâm đến đồng dân finance thì trong video này mình sẽ cố gắng để mà giải thích cho các bạn hiểu được một cách đơn giản về đồng dân finance này như thế nào và nói thật chứ các bạn trước khi mà chúng tìm hiểu sâu hơn về đồng dân finance này thì thường cảm thấy đây giống như là một cái trò lừa đảo gì đó Tại vì các bạn thấy được là một ai mà nói các bạn Một đồng có thể là tăng mạnh từ 6 đô la lên tới 32.000 đô trong vòng chỉ hơn một tháng Hay là các bạn thấy được là ứng dụng này có thể cho các bạn có được lợi nhuận là mấy trăm phần trăm một năm thì nhiều khi các bạn nhìn vào những con số này các bạn lại cảm thấy là có ai đó à, đang lừa gạt các bạn nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào những cái ứng dụng defi này các bạn sẽ thấy được là đây là cả một cái thị trường mới đang được mở ra và tuy là trong video thường chỉ nói riêng về đồng wifi là một đồng mà đang nổi thời điểm bây giờ nhưng mà sau này sẽ có rất là nhiều những cái đồng tương tự những cái copycat cũng hoạt động tương tự như là dân tộc finance thường chắc chắn điều đó sẽ xảy ra và các bạn thấy được là thị trường DeFi đang bùng nổ cho nên tháng này thì có đồng này tháng kia sẽ có đồng kia nhưng mà thường sẽ chia sẻ với các bạn một cách hiểu đơn giản về đồng dương tập Finance này thật ra mà nói là khi mà chúng ta nói tới những ứng dụng DeFi này thì các bạn muốn hiểu đơn giản cũng được các bạn muốn hiểu phức tạp cũng có đầy hiệu phức tạp hơn nhưng mà điều quan trọng hơn hết là sử dụng thì không phức tạp lắm nhưng mà cũng có nhiều nguy hiểm để thường chia sẻ thêm một lát nữa thì các bạn thấy được đồng dân the finance này là ngoại trừ là có cái giá là 32.480 à, thì các bạn thấy được đồng này cũng có vốn hóa cũng rất là cao bây giờ đứng hàng thứ 24 cái lúc mà thường làm video này thì nhiều người nói là đồng dương là finance này là đồng gì mà tại sao đồng wifi có cái giá còn hơn cả Bitcoin thì rất là đơn giản tại vì các bạn thấy được là đồng dương finance này tổng cộng chỉ có 30.000 đồng wifi tối đa còn Bitcoin thì có 21 triệu thì đương nhiên các bạn thấy được là cái đồng wifi này thì có cái số lượng ít hơn cho nên chúng ta thấy được là giá cả có thể cao hơn mặc dù là tổng số vốn hóa vẫn thua Bitcoin tại vì các bạn thấy được là đồng này vẫn là đứng hạng thứ 24 bịch thôi đứng hạng đầu cho nên nhiều bạn thì so sánh cái giá của một đồng nhưng mà các bạn phải so sánh tổng số vốn hóa thị trường trong bây giờ còn cách rất là xa à, đồng Bitcoin hiện tại có tổng số market cap có nghĩa là tổng số vốn hóa thị trường chỉ có là hơn 1 tỷ trong khi các bạn thấy được là Bitcoin đã hai trăm mấy tỷ à, chúng ta nhìn vào đồng dương tập finance này thì nhiều bạn sẽ hỏi là bây giờ mua ở đâu thì mình thấy được từ đồng dương finance này các bạn có thể có được bằng cách là sử dụng mạng lưới của dương finance hay là các bạn có thể mua đồng này ở trên những cái sàn như là các bạn thấy ở trên coin market cap các bạn bấm vào cái uh, market cap thì các bạn bấm vào market pairs thì mình thấy được là những cái sàn nào mà đang cho giao dịch đồng dân đồng finance này thì các bạn có sàn binance à, sàn uniswap sàn okx đây những cái sàn mà có khối giao dịch nhiều khi mà chúng ta nói tới đồng yfi này thì các bạn thấy là không chỉ riêng là đồng này là có cái giá cả một đồng cao vốn hóa cũng tương đối cao các bạn thấy được hàng 24 mà còn có cái số lượng được lóc lại rất là nhiều Thực ra cách đây chỉ có một ngày thì đồng Jones of Finance này, cái hệ thống này đã là đứng hạng thứ tư ở trên uh, DeFi Post chúng đã chia sẻ trong một video trước đây. Nhưng bây giờ các bạn thấy được là Jones of Finance sẽ đi trở xuống và đứng hạng thứ sáu nhưng mà cũng có rất là nhiều số tiền đang lóc lại cho ứng dụng này. Các bạn thấy được là đã lên tới 776 triệu đô la lóc lại ở trong ứng dụng này là một cái ứng dụng mà cũng rất là ưa chuộng ở trên cái uh, mạng lưới DeFi này. Khi mà chúng ta so sánh với cái mạng lưới DeFi khác dựa theo bảng xếp hạng của Defi Pulse. Thì chúng ta bây giờ sẽ đi theo một số những chi tiết các bạn cần nên biết liên quan tới đồng Wi-Fi này và một số những nguy hiểm thường sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của mình đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì chúng ta Bây giờ hãy nói tới cái khái niệm đơn giản liên quan đến cái hệ thống dương of Finance này Thì các bạn thấy là ở trên những cái mạng lưới DeFi bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái ứng dụng Chúng ta có ứng dụng như là DYDX, ứng dụng AV ứng dụng Compound Những ứng dụng này các bạn thấy được là các bạn có thể là gửi tiền vào hay gọi là lend Các bạn có thể là cho những cái ứng dụng này mượn tiền Sau đó các bạn có thể nhận được lợi nhuận từ ứng dụng này nhưng mà cái phần trăm lợi nhuận thì mỗi ngày mỗi khác cho nên một người nào đó mà họ muốn có lợi nhuận tối ưu thường là các bạn gửi những cái đồng ổn định vào những cái à, ứng dụng defi này sau đó các bạn sẽ nhận được cái phần trăm lợi nhuận nhưng mà các bạn cần phải di chuyển hàng ngày tại vì các bạn thấy được là có thể mỗi buổi sáng các bạn phải thức dậy coi coi là ngày hôm nay thì cái ứng dụng nào trả cái phần trăm lợi nhuận cao nhất thì các bạn di chuyển tiền vào ứng dụng đó để có lợi nhuận cao hơn để mà tối ưu lợi nhuận của mình thì các bạn thấy làm việc này thì rất là phiền phức cho nên cái điều mà Yield the finance à, đã tạo ra là làm cái việc là tự di chuyển giữa những cái hệ thống defi này để cho các bạn có thể có được cái lợi nhuận tối ưu khi mà các bạn gửi cùng một số tiền trên mạng lưới này đây là một khái niệm đơn giản thì các bạn thấy được đây là một cái hệ thống khi mà chúng ta nói tới cái ứng dụng Yield the finance là một cái hệ thống mà có thể là tự lấy những đồng ổn định của các bạn khi mà các bạn gửi đồng dai đồng usdc đồng tether đồng TUSD đây là bốn cái đồng ổn định nổi tiếng mà có thể nhiều bạn đã biết thì bốn đồng này khi mà các bạn gửi vào trên mạng lưới của Yuna Finance thì các bạn sẽ nhận được đồng uh, YDAI nếu các bạn gửi vào đồng DAI nhận được đồng YUSDC nếu các bạn gửi vào đồng USDC nhận được đồng YTether nếu như mà các bạn gửi đồng Tether hay là đồng YTUSD nếu như mà các bạn gửi đồng TUSD thì hệ thống này từ đâu mà có dựa theo những tài liệu mà chúng ta biết được cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được đứng sau lưng hệ thống này đó chính là Andrew Conge À, và cho đến ngày hôm nay thì nhiều người vẫn tin tưởng là Andre Konje à, là người duy nhất là một cái team mà chỉ có một người quản lý đứng sau lưng cái khái niệm à, của yen Finance này và ngay cả trên Twitter chính thức của Andre Conje cũng đã nói là khi mà Andre build cái hệ thống này có nghĩa là gây dựng cái hệ thống này thì gây dựng chỉ là để à, anh ta tự sử dụng mà thôi có nghĩa là anh ta là một người mà thích di chuyển tiền để có được là những tối ưu cho những cái mạng lưới DeFi coi coi là tiền mình ngày hôm nay nên để vào ứng dụng nào để có cái lợi nhuận cao nhất thì đã tạo ra một hệ thống này để mà tự sử dụng cho nên bất cứ một người nào mà sử dụng mạng lưới gen đọc finance này thì cần phải sử dụng với một cái sự hiểu biết là ứng dụng này không có được một ai gọi là audit có nghĩa là không có được một ai kiểm tra cái mảng nguồn chưa được công nhận với một ai hết cho nên cái tính nguy hiểm là có và ngay cả các bạn thấy được những cái lỗi nhưng lỗ hỏng ở đông chúng ta vẫn chưa có thể biết được cho nên hoàn toàn có thể là khi mà các bạn để tiền vào cái ứng dụng wifi này à, thì các bạn có thể là dẫn đến việc là lỗ rất là nhiều tiền hay là nhiều tiền bị mất đi nếu như mà ứng dụng gặp bất cứ một cái lỗi nào đó đây là một trong những cái nguy hiểm mà các bạn cần nên biết khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng mà chưa có được kiểm tra cũng như là những cái ứng dụng mà các bạn thấy là đang trong thời kỳ thử nghiệm. Và Andrew Conje là một trong những người mà rất là thích À, là một cái ứng dụng nào đó, một cái mã Google nào đó rồi sau đó là thử nghiệm trực tiếp chứ không cần là phải thông qua những mạng lưới thử nghiệm trước mà sẽ đem lên mạng lưới chính thức để mà thử nghiệm nhưng mà Andre thì nói là anh ta biết được những cái nguy hiểm nằm ở đâu và chấp nhận nguy hiểm và đây không phải là thuận nói những điều này để tạo những cái phớt hay là tạo ra những cái sự lo ngại à, cho các bạn đây là những gì mà đã được chia sẻ bởi Andre Conje người tạo ra cái hệ thống wifi này cái hệ thống Yearn.finance này thì chúng ta bây giờ hãy nói thêm một số những chi tiết Khi mà Andre Conje tạo ra cái hệ thống Yield the Finance này Sau khi mà anh ta được sử dụng một thời gian Thì anh ta đưa ra để cho mọi người cùng nhau được sử dụng Thì để được cái sự chào đón rất là nồng hậu của những cái người Trong cái cộng đồng DeFi, cộng đồng ứng dụng tài chính và tập trung nhưng mà các bạn thấy là sau đó thì đã có rất nhiều người gửi tiền vào ứng dụng này để được hưởng cái lợi nhuận à, như là các bạn thấy là Android đã được hưởng khi mà sử dụng mạng lưới mà người ta tự tạo ra. Nhưng mà một cái vấn đề là khi mà có quá nhiều tiền, các bạn thấy được trước đây thì Android Konji là chỉ tự sử dụng tiền của mình cho nên số tiền là ít hơn. Nhưng mà bây giờ mọi người cùng nhau sử dụng cái ứng dụng này cho nên cái số lượng tiền đổ vào ứng dụng là rất là nhiều khiến cho các bạn thấy được là khi mà một số tiền quá nhiều khi mà gửi lên bất cứ một cái ứng dụng DeFi nào để được có lợi thì khi mà số tiền quá nhiều à, khiến cho cái lợi nhuận bị giảm xuống tại vì các bạn thấy được là tất cả đều dựa theo nguồn cung và nguồn cầu khi mà chúng ta có quá nhiều tiền đổ lên trên một cái ứng dụng thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm lợi nhuận sẽ bị giảm xuống tại vì giờ nguồn cung quá nhiều mà nguồn cầu thì không có là bao nhiêu và vì lý do đó các bạn thấy được đã có thêm một cái hệ thống được cải tiến được đưa ra bởi Android Country đó là cái hệ thống mà chúng ta biết tới ngày hôm nay là Yearn Finance thì các bạn thấy được là hệ thống này đã kết nối với một cái ứng dụng khác gọi là Curve Finance để thường giải thích một cách đơn giản hơn để các bạn hiểu thì như là thường chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đưa tiền lên trên cái mạng lưới đưa tiền ở đây có nghĩa là những cái đồng ổn định như là đồng DAI, đồng USDC, đồng Tether, đồng UDST dòng USDT khi mà các bạn đưa những cái đồng ổn định này lên trên mạng lưới của Unit Finance thì các bạn sẽ nhận được cái đồng tương tự nhưng mà không có chữ Y đứng đầu giống như là YDAI, YUSD, YUSDT hay là YTUSD đây là những cái đồng mà đại diện cho những cái đồng ổn định mà các bạn đã gửi lên trên hệ thống của Unit Finance và sau đó các bạn sẽ lên trên một trang web đó chính là trang web Curve Finance và khi mà các bạn lên trang web Curve Finance hay là Curve.fi thì thường biết là các bạn thi mà các bạn nhìn thấy cái hình này ở trên màn hình của các bạn cái trang web này thì thường biết các bạn đang nghĩ gì các bạn có thể nghĩ là năm nay là năm mấy gì có thể là năm 2020 hay là không hay là năm 1995 khi mà chúng ta vẫn đang còn xài Windows 95 thì các bạn thấy được là trang web này nhìn rất là cũ kỹ nhưng mà nó vẫn hoạt động các bạn thấy được đây là một trang web mà không phải là một trang web cũ mà là một trang web được gây dựng ra trong cái thời kỳ DeFi này nhưng mà tôi nhìn cũ kỹ nhưng mà vẫn có thể xài được và xài được rất là tốt cho nên các bạn thấy được là cái ứng dụng Yearn.finance là một cái ứng dụng uh, mà được nhiều người sử dụng hiện tại. Thì các bạn lên trên trang web uh, Curve Finance này các bạn có thể là connect wallet gì là các bạn kết nối cái ví của các bạn và cái ví đây đó chính là cái uh, ví MetaMask. Thì các bạn thấy được là các bạn trước hết là chọn cái Wild Pool khi mà các bạn bấm vào ba cái gạch ở phía trên này các bạn có thể chọn Whypool. pool này là cái uh, pool của Yearns.Finance thì các bạn thấy được sau khi các bạn chọn white pool các bạn có thể là bấm vào deposit, bấm vào deposit, các bạn sẽ tới được cái trang này. thì các bạn có thể là gửi uh, đồng của các bạn vào và các bạn thấy được các bạn có thể gửi bốn loại đồng ổn định, đồng Dai, đồng USDC, đồng USDT và đồng TUSD thì các bạn khi mà gửi đồng lên trên mạng lưới của Curve Finance này các bạn sẽ thấy được là ở phía dưới thường để ở bên tay trái để các bạn dễ thấy được là các bạn thấy là đây là cái sự phân phối của những cái đồng ổn định bây giờ là bao nhiêu phần trăm nằm ở trong cái pool của yearn.finance thì các bạn thấy được là trong cái pool này bây giờ tổng cộng các bạn thấy con số lớn nhất đây chính là Tether USDT. à kế đó các bạn thấy được đây chính là TUSD và kế đó là USDC và cuối cùng là DAI với chỉ có 3% uh, USDT chiếm 43% còn TUSD chiếm 28% và USDC chiếm 24% và tổng số tiền nằm ở trong cái hệ thống của dân Finance bây giờ cái white pool bây giờ là lên tới 687 triệu 713 380 đô la thì có thể nhiều bạn có hỏi là tại sao chúng ta lại phải lên trên curve Finance để mà nạp tiền vô trong cái wirepool của Zentral Finance tại vì các bạn thấy được là cái tình hình mà thùng mới vừa chia sẻ hồi nãy khi mà các bạn có quá nhiều tiền mà các bạn gửi vào. À, một cái hệ thống nào đó như là các bạn gửi vào AV hay là Compound thì các bạn sẽ không nhận được cái lợi nhuận mà các bạn mong muốn tại vì khi các bạn gửi quá nhiều thì cái phần trăm lợi nhuận đi xuống cho nên các bạn cần phải thông qua những cái ứng dụng như là Curve Finance để mà phân phối gửi tiền khắp nơi để cho các bạn có thể có được cái phần trăm lợi nhuận tối ưu. Thì nó một cách đơn giản hơn có thể các bạn đã từng nghe nói rất nhiều về Yield Farming thì đây là một cái cách mà các bạn có thể nạp tiền vào trong một hệ thống và hệ thống này sẽ tự Yield Farm cho các bạn để các bạn tối ưu những cái lợi khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng DeFi này Và một điều nữa thường muốn các bạn lưu ý là Khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng như là Curve Finance Hay là các bạn thông qua à, ứng dụng Curve Finance mà sử dụng Yield Finance Thì cái phí giao dịch ở trên Ether sẽ rất là cao Các bạn sẽ thấy được là tại vì bạn di chuyển liên tục thì bạn sẽ thấy được là những bạn nào mà sử dụng MetaMask mà sử dụng những cái Unify thì cũng đã biết là cái phí rất là cao cho nên chỉ thích hợp khi mà các bạn có một cái số tiền cũng khá lớn để mà đầu tư vào những cái ứng dụng này chứ nếu như không thì các bạn sẽ bị là cái phí quá cao khiến cho lợi những các bạn sẽ bị giảm xuống rất là nhiều thì khi mà các bạn nạp tiền vào trong Curve Finance này thì ở phía dưới này các bạn thấy được là các bạn sẽ nhận được khi mà các bạn gửi vào 1.000 đồng USDT giả sử như đây là một cái ví dụ đi các bạn gửi 1.000 đồng USDT thì bạn sẽ nhận được uh, cái số lượng là 941 đồng 30 Curve Iron LP tokens thì khi mà mình thấy được cái con số 941.3 Curve Iron LP token này thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là khó hiểu là tại sao mà bây giờ lại có thêm một cái đồng LP token này token này là token gì thật ra cái token này À, một cái giấy ghi nợ tại vì các bạn gửi vào 1000 đồng USDT thì cái giấy ghi nợ trên cái mạng lưới uh, Curve Finance này sẽ đưa cho các bạn cái giấy ghi nợ uh, là 941.3 Iron LP token. Đây là cái số lượng token mà các bạn nắm giữ Giống như là cái giấy ghi nợ từ Curve.finance Sau này các bạn cần cái số lượng token này Để mà lấy lại cái số tiền mà các bạn gửi vào trong mạng lưới Nhưng mà điều quan trọng hơn Khi mà các bạn nhận được cái đồng LP token này Thì các bạn lên trên trang web Yearn.finance Và sau đó các bạn nạp cái đồng này Vào trên cái mạng lưới của Yearn.finance Thì chứng minh được là các bạn đã đóng góp cái số tiền này Vào cái hệ thống thanh khoản của Curve Finance và sau đó các bạn đã coi như là tham gia vào Yearn Finance thông qua Curve thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng là sẽ đến từ các bạn nhận được cái số lượng à, đồng Yearn Finance đến từ mạng lưới của Yearn tại vì các bạn tham gia mạng lưới siêu mạng lưới thì các bạn sẽ được thưởng bằng cách là các bạn nhận được những cái đồng thì cái đồng WiFi này là một cái đồng quản trị một cái governance token trên mạng lưới của Yearn Finance thì đồng này tổng cộng là có 30.000 token tổng cộng và được phân phối gần hết Thì bản thân của Andre Conche, người mà sáng tạo ra đồng này không có giữ lại bất cứ một cái phần nào cho đội hay là cho bản thân của Andre Conche Phân phối hầu như gần hết Cho nên các bạn thấy được là cái cách phân phối này là một cái cách phân phối rất là khác so với nhiều dự án Tại vì trong thời đại này các bạn thấy được là một team nào đó giữ lại 20% 30% của token để mà sau này bán lại cho người ta để mà kiếm lời cũng là một cách làm rất là bình thường. Nhưng mà Andre Conde đã chú tâm vào một cái cách phân phối đồng gọi là fair loan, có nghĩa là phân phối một cách công bằng, cho nên tất cả các đồng đã được phân phối chỉ giữ lại một phần để làm gì? Cái phần đó thì như thường mới vừa chia sẻ để mà trả phần thưởng cho những người nào mà lóc tiền lại trong mạng lưới của Zen Finance. Và đây là một đồng quản trị và ngay cả khi mà đồng này được ra đời. Thì Andrew Conti cũng đã nói, chúng ta đang nhìn vào cái medium chấm finance thì các bạn thấy được đây là một đồng Mà ngay cả Andrew Conti cũng nói là khi mà đồng định phát hành là một đồng mà không có giá trị Thì các bạn thấy được là đồng này là một đồng quản trị Thì những người nào mà sử dụng những đồng này thì có thể là bỏ phiếu cho tương lai của hệ thống chấm finance này như thế nào thì các bạn có thể thấy được là có một trong những cái quyền lực đó chính là các bạn có thể là bỏ phiếu coi coi là đồng nào sẽ được lên trên mạng lưới của chấm finance để mà lock lại và đương nhiên một đồng nào mà được lóc lại thì có nghĩa là sẽ lấy mất đi một nguồn cung của đồng đó ở trên thị trường cho nên các bạn thấy được là những người nào mà nắm giữ đồng finance thì sẽ có một số những quyền lực đó cho nên các bạn thấy được là mặc dù là Andrew Conje và ngay cả trên trang web uh, Medium của trên trong Finance cũng đã nói là đồng YFI là không có giá trị nhưng mà chúng ta thấy là một đồng bây giờ là lên tới 32.000 đô và thậm chí ở trên Curve Finance các bạn cũng có thể là nhận được một cái phần thưởng tại vì các bạn đã tham gia vào để mà cho vay cho nên đây là những cái cách hiểu đơn giản về cái hệ thống the uh, finance kết hợp với lại Curve Finance như thế nào mà tại sao bây giờ là ai cũng uh, nói tới và thật ra các bạn thấy được là cái số lợi nhuận đến từ các bạn tham gia vào uh, landing những cái đồng trên những mạng lưới ứng dụng phi tập trung là cái uh, phần thưởng nó cũng là khá lớn cho nên các bạn thấy được là nhiều người bây giờ đã chú tâm vào để mà di chuyển tiền qua lại để có được cái số lợi nhuận mà họ cảm thấy là rất hấp dẫn nhưng mà đương nhiên các bạn thấy là có một số điều mà thường cần phải chia sẻ với các bạn bản thân thuận thì không có tham gia vào những cái landing này trên những cái mạng lưới của uh, defi tại sao thì đơn giản là tại vì thường cũng chưa có tìm hiểu kỹ nếu như như mà nào mà thật sự hứng thú à, về những cái cách làm mà các bạn dùng đồng ổn định của các bạn để mà các bạn à, di chuyển khắp nơi để mà kiếm được cái lợi nhuận tốt nhất và cao nhất ở trên những mạng lưới defi hiện tại thì các bạn hãy comment phía dưới có thể là thường sẽ trích ra một cái số tiền để thường cùng nhau à, cùng với các bạn trải nghiệm những cái ứng dụng defi này coi coi là lợi nhuận như thế nào và khó khăn hay là những cái vấn đề nằm ở đâu và các bạn sẽ thấy được là một trong những cái nguy hiểm đầu tiên hết, các bạn cũng đã thấy là không chỉ riêng là cái ứng dụng zonal uh, finance mà các bạn thấy được là rất nhiều những cái ứng dụng bây giờ là không có được một cái sự kiểm chứng rõ ràng là những cái hệ thống phi tập trung này, những cái mã nguồn À, những cái hợp đồng thông minh có vấn đề gì hay là không tại vì nếu như mà gặp bất cứ một vấn đề gì các bạn có thể bị mất tiền đây là một cái nguy hiểm mà các bạn cần phải biết khi mà các bạn tham gia vào những cái mạng lưới thương nghiệp này và thực ra cả hệ thống DeFi bây giờ toàn bộ chỉ là một cái sự thử nghiệm đó là một trong những điều mà các bạn cần phải lưu ý đến Ngoài vì tối ra các bạn tham gia các bạn cũng phải cần biết được là những cái đồng DeFi thì không phải lúc nào các bạn thấy được là giá cả cũng lên cao và các bạn cũng nên nhớ là bây giờ thì ai cũng nói tới đồng Wifi, Yield.Finance nhưng mà cái tay 2 tháng thì ai cũng nói tới đồng Compound thì các bạn cứ nghĩ đi 2 tháng sau thì sẽ nói tới đồng nào các bạn cứ nghĩ về cái thời điểm của năm 2017 khi mà ICO đang nổi thì các bạn thấy được là tuần nào tháng nào cũng có một cái ICO một cái token mới ra đời và ai cũng nói theo token này cái đồng này mạng lưới này sẽ thay thế Bitcoin, sẽ thay thế Ethereum, sẽ thay thế vân vân và vân vân. Nhưng mà các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì những cái ICO đó nằm ở đâu? Đương nhiên có một số ICO thì vẫn còn và đang phát triển nhưng mà phần lớn đã biến mất nhưng mà ở thời điểm đó các bạn làm sao biết được là đồng nào sẽ phát triển đồng nào sẽ không phát triển thì cũng tương tự như bây giờ các bạn thấy là thời kỳ mà đang điên rồ trong thị trường DeFi này các bạn thực sự không biết được là cái hệ thống của dương tập finance này một tháng sau hai tháng sau ba tháng sau sẽ ra sao trong thời điểm này thì sẽ có mọi người Điều nói với các bạn là chấm finance là tương lai Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là trong thời gian tới đây Và trong thời gian tới đây sẽ có càng nhiều càng nhiều copycat Họ có copy thành công hay là không Thì đương nhiên thường không biết được Nhưng mà như đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua Các bạn nếu như mà muốn mua Đồng Yearn.finance này mà các bạn đợi tới cái mức này là 32.480 đô khi mà nó đã lên một cách kinh khủng như vậy thì như đừng đã chia sẻ có thể tiếp tục lên hay là không thì đương nhiên là có thể nhưng mà cơ hội đó là cao bao nhiêu các bạn có thể là suy nghĩ được là đương nhiên cái cơ hội mà lên với cơ hội mà đi xuống thì cơ hội nào là nhiều hơn đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, những cái thông tin căn bản liên quan tới WiFi. À, tôi hy vọng là cái video này giải thích được một số những cái thắc mắc của các bạn liên quan tới đồng WiFi này là một đồng như thế nào. Thì nó cách căn bản các bạn cũng đã biết đây là một cái đồng mà di chuyển cái đồng ổn định của các bạn khi mà bạn tham gia vào những cái ứng dụng DeFi các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng như là Finance này nạp đồng DAI, đồng USDC, đồng TUSD hay là đồng TUSD những cái đồng ổn định này vào trong mạng lưới của yearn finance và sau đó mạng lưới này các bạn có thể thông qua cái ứng dụng Curve Finance để mà các bạn phân phối những cái đồng ổn định này cho những cái ứng dụng DeFi khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận của các bạn và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay à, nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận Capital để nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào và cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link của Facebook, Telegram và Twitter Hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn duyệt nào Thì các bạn hãy bấm vào cái link phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin, những cái ưu đãi Dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Netflix Tham gia thông qua link của thùng Capital các bạn có thể điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tính hiệu trị miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia thông mua liên thông thường các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi à, hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn margin như là Snapex, Coinbase, Remitano hay là ứng dụng Blockfi đương nhiên giao dịch crypto thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao và Thuân sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn